Xin chào nhà báo Nguyễn Đình Ngọc. Dạ, kính chào nhà báo Trần Quang Thành ạ. Trong một cuộc nói chuyện với cán bộ gần đây, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập vấn đề là hiện tình trong cán bộ có xuất hiện một cái lớp người mà ông gọi là lớp người hai mặt. Cái lớp người đó theo ông rất là nguy hiểm cho vấn đề điều hành đất nước. Nhà báo Nguyễn Đình Ngọc bình luận gì về cái nhận xét này của ông Nguyễn Xuân Phúc? Dạ thưa anh Trần Quang Thành, về cái phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Phúc á, thì tôi nghĩ là trước nhất là về cái vấn đề an ninh quốc gia đó, thì sau cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un không bao lâu sau, thì Trung Quốc họ đã tiếp tục đâm các tàu cá của ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa, và đồng thời là cũng có thông tin cho biết là họ đang bao vây và không cho ngư dân Philippines tiếp cận cái ngư trường đánh cá tại đảo Thị Tứ. Thì tôi cho rằng về mặt an ninh quốc gia thì đó là một cái hành động của Trung Quốc răn đe về cách sống hai mặt của người Cộng sản Việt Nam. Còn về đối ngoại thì cho tới ngày hôm nay cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không hề có bất kỳ một cái tiến triển nào tốt hơn. Thì quan hệ đối tác chiến lược vẫn tiếp tục bị đình chỉ. Visa ngoại giao vẫn tiếp tục phải xin ngay cả Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Thì đó là một cách đáp trả của nước Đức về cách sống hai mặt của người Cộng sản Việt Nam. Thứ ba là về lĩnh vực nhân quyền. Thì cái thông tin mới nhất mà tôi vừa biết được đó là về cái gọi là ông Trương Duy Nhất bị mất tích là hơn một tháng rồi, và cho tới ngày hôm nay hoàn toàn thông tin vẫn mang tính chất là mập mờ, mù mờ. Và đồng thời là ông Bạch Hồng Quyền có trả lời trên các báo đài nước ngoài về cái sự nguy hiểm của ổng đang phải đối mặt tại Thái Lan với cái cách mà ông Quyền cho rằng phía an ninh Việt Nam kết hợp với lại cảnh sát Thái Lan đang rất muốn bắt ông Quyền cho bằng được để đưa về Việt Nam. Thì cái đó cũng là một cách sống hai mặt của người Cộng sản Việt Nam về lĩnh vực nhân quyền. Còn nếu chúng ta nhìn tiếp về lịch sử thì chúng ta càng thấy rõ cái cách sống hai mặt của người Cộng sản Việt Nam. Vì vậy mà cái phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Phúc về sự nguy hiểm của những kẻ sống hai mặt thì tôi thấy rằng tôi không có gì ngạc nhiên hết, và tôi cho rằng nó rất đúng với lại người Cộng sản, và có thể nói là hầu hết tuyệt đại đa số người Cộng sản là họ sống hai mặt. Thưa anh ạ. Vâng, người Cộng sản họ luôn luôn sống hai mặt, và ngay cả với đồng chí của mình họ cũng sống hai mặt. Vậy thì cái niềm tin nó ở đâu và làm sao để mà thực thi công việc được, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc? Thưa anh, thì nếu mà bây giờ nói rằng người Cộng sản họ phải thay đổi cách sống á, thì tôi cho rằng đó là một điều rất khó, bởi vì nó đã trở thành một cái bản chất và một cái có thể gọi một cách hơi mỉa mai, nó trở thành một cái lối sống. Nếu chúng ta nhìn lại gần trên 80 năm qua kể từ lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, thì có thể nói từ thời đại Hồ Chí Minh kéo dài cho tới hiện nay, tất cả những người cộng sản mà chúng ta biết thì hầu hết họ đều sống hai mặt. Và chính cái cách sống hai mặt của họ đã dẫn tới những cái thảm cảnh điêu linh mà dân Việt Nam của chúng ta đã gánh chịu hàng chục năm qua vì cái cách sống đó của họ. Vì vậy mà bây giờ tôi nghĩ rằng sống hai mặt, anh có thể sống như thế nào cũng được, nhưng người cộng sản phải ý thức được rằng họ là công bộc
tất cả những lợi ích của họ đang hưởng đó là từ nhân dân, từ đồng bào của họ. Vì vậy, họ có quyền sống hai mặt với bất cứ ai cũng được, nhưng họ không được phép sống hai mặt với đồng bào của mình, với quê hương của mình. Còn nếu họ tiếp tục sống hai mặt thì tôi tin rằng họ sẽ phải trả giá những cái giá rất đắt mà có thể họ không lường hết trước được. Người dân Việt Nam suốt gần 80 năm qua sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Vì vậy họ có bị ảnh hưởng của cái lối sống hai mặt đó không, thưa nhà báo Vũ Đình Ngọc? Dạ thưa anh, theo thiện ý của tôi thì tất nhiên là chắc chắn là có ảnh hưởng rồi, không thể nào tránh khỏi. Và có những người bạn đã từng nói với tôi rằng là sống quá lâu trong một cái chế độ độc tài toàn trị như thế này thì không nhiều thì ít, chắc chắn trong mỗi người dân của Việt Nam đều ảnh hưởng cái cách sống đó. Tôi cho điều đó cũng là một cái điều bình thường đó nè. Người dân bình thường bị ảnh hưởng bởi cái lối sống hai mặt đó đã là một nguy cơ, nó làm cho những cái sinh hoạt trong xã hội luôn luôn là có sự ngờ vực và chống đối lẫn nhau. Nhưng mà đối với những người đang tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, nếu mà bị ảnh hưởng một lối sống hai mặt này, nó sẽ tác hại đi về đâu, thưa đồng nhà báo Nguyễn Đình Ngọc? Tác hại của cái cách sống hai mặt mà nếu mà chúng ta đặt trong cái phạm vi là những người đang đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam thì cái tác hại thứ nhất và quan trọng nhất theo tôi nghĩ như là nhà báo Trần Quang Thành vừa nói, tức là sẽ không có niềm tin ở cái góc độ là số đông người dân. Và nó kéo theo cái tác hại thứ hai, vì không có niềm tin thì không huy động được số đông người dân tin tưởng. Và từ đó nó dẫn tới cái tác hại thứ ba, đó là quốc tế người ta cũng không quan tâm lắm. Và như vậy thì nó không mang được cái tính chất quan trọng nhất, đó là sức cuốn hút, sức ảnh hưởng và tính hiệu triệu. Đó cũng là cái câu trả lời cho tại sao là cái phong trào đấu tranh của Việt Nam hàng chục năm qua nó cứ rời rạc, manh mún, không có niềm tin thì xuất phát từ cái hệ quả, cái hậu quả của cái cách sống hai mặt trong những người đấu tranh tự do dân chủ, thưa anh ạ. À. Vậy thì trong cái lối sống đó nó sẽ dẫn cái phong trào đi đến đâu nếu mà chúng ta không khắc phục nó? Tôi nghĩ nếu mà những người mà thật sự đấu tranh dân chủ đó, nếu họ nghĩ được những cái chuyện quan trọng nhất theo theo thiện ý của tôi đó, đó là trách nhiệm của bản thân mình đối với lại quê hương mình, trách nhiệm của bản thân mình đối với đồng bào mình. Cho mãi tới khi nào tôi nghĩ những người đấu tranh tự do dân chủ họ hiểu ra được đó là trách nhiệm, đó là bổn phận, thì có lẽ nó sẽ tốt hơn và nhanh hơn cho cái tiến trình đấu tranh tự do dân chủ này. Muốn làm được điều đó thì những người đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam phải thể hiện mình như thế nào mà cho đồng bào mình tin rằng là những con người trung thực và sống chết với đồng bào, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc? Tôi nghĩ đó là một cái câu hỏi mà cần một cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng với một cái sự điều tra theo một cái mô thức về xã hội học. Chứ còn hiện nay tôi thấy rằng bây giờ nếu mà đánh giá như thế này hay như thế kia đó thì tôi e rằng mình hơi hồ đồ. Và chính bản thân tôi thì tôi cũng băn khoăn vì chúng ta biết được một cái điều đó, là có thể hàng trăm ngàn con người
xuống đường biểu tình như chúng ta thấy kêu gọi như vậy, nhưng đó chỉ là một cái con rắn khổng lồ nhưng mà không có đầu. Bởi vì bất cứ một cái cuộc cách mạng nào nó cũng cần gì, nó cũng cần cái quan trọng nhất đó là có tổ chức. Vì lẽ đó là anh Trần Quang Thành và rất nhiều độc giả sẽ nhìn thấy là nhen nhóm bất cứ một cái tổ chức nào thì rõ ràng là người cộng sản họ sẽ bóp ngay, và cái từ của họ mà chúng ta đều biết đó là bóp từ trong trứng nước. Vì vậy mà cái cách sống hai mặt ở trong những người đấu tranh tự do dân chủ hiện nay nó là một cái điều không thể tránh khỏi. Và để mà làm sao mà bớt đi cái đó đó thì tôi nghĩ rằng phải có lãnh đạo, mà cái vị lãnh đạo đó đó nó phải có sức thuyết phục, nó phải có tầm ảnh hưởng cả thế giới. Chẳng hạn như chúng ta thấy Venezuela hiện nay đó là ông Guaido, và Việt Nam mình thì hiện nay chưa có được một cái nhân vật như vậy. Tôi cũng nghĩ rất buồn. Ví dụ như Việt Nam mà có một người nào đó như là Guaido thì với cái sự tiêm nhiễm về cách sống hai mặt và cái sự kèn cửa, cái sự đố kỵ, thì một cái người nào đó giả dụ họ thật sự sống trung thực, có tâm, có trách nhiệm với lại quê hương, thì họ cũng rất khó để mà thuyết phục được một số những cái người sống hai mặt mà có tiếng nói trong cái giới đấu tranh tự do dân chủ. Tất nhiên đó là một cái điều rất đáng buồn, nhưng chúng ta cũng phải dám nhìn thẳng vào sự thật. Dù sao đi nữa thì theo ý kiến của tôi, nó cũng cần phải có một tổ chức, và có thể có nhiều tổ chức. Phải có Nhưng tổ chức và có nhiều tổ chức, nhưng Dạ. mà lại cứ ngại rằng là cộng sản nó bóp được trong trứng bóp ra thì làm sao mà có tổ chức và nhiều tổ chức được, thưa nhà báo Nguyễn Đình không? Dạ thưa anh, thì chúng ta thấy là hiện nay đó rõ ràng nói về cái hôm trước chúng ta có nói với nhau về cái học thuật chính trị so sánh giữa Venezuela và Việt Nam, thì cái mấu chốt hiện nay của Việt Nam là nó vẫn không có một cái tổ chức nào. Còn những cái tổ chức hiện nay, ví dụ như là chúng ta thấy là vừa rồi cái Văn đoàn Độc lập, chỉ cần mới là tổ chức một cái lễ kỷ niệm thôi, 5 năm thành lập của họ, thì họ cũng đã bị làm khó dễ. Đấy. Và ngay cả những vị trong cái hội Văn đoàn Độc lập hay là một số cái hội khác, họ không có được cái niềm tin đối với người dân. Vì xin lỗi, tôi cũng nói thẳng, vì có rất nhiều vị trong đó họ vẫn là cộng sản, họ chống cộng sản nhưng mà họ vẫn là đảng viên. Còn đối với những người bỏ đảng thì họ lại cho rằng cái việc bỏ đảng đó như là một cái sự kiện lớn, họ nhìn cái việc mà họ đi ra khỏi đảng đó y như là một cái tấm lòng yêu nước của họ, mà họ không thể hiện rằng đó là trách nhiệm của họ đối với lại người dân. Có nhiều cái mà tôi cho rằng nó rất đáng buồn là như vậy, nhưng thực tế chúng ta phải nhìn nhận. Thì ngay cả những ông bà bỏ đảng thì họ cũng phải nhìn nhận lại những cái sai, những cái tội của họ đối với lại cái đất nước này, đối với lại đồng bào của họ, thì may ra lúc đó mới có được niềm tin. Còn cứ phô trương phô phan thì nó khó lắm. Ví dụ như tôi cũng đang theo dõi cái vừa rồi là ông Sơn mà tôi cũng không nhớ tên lắm, gì Đức Sơn, Trần Trần Đức Anh Sơn gì đó ở ngoài Đà Nẵng ấy. Và có cha là người của lính Việt Nam Cộng Hòa mà đã chết rồi, ổng là đảng viên, rồi ổng là phó cái viện trưởng viện nghiên cứu gì mà ổng viết nhiều bài báo để mà lên tiếng về Hoàng Sa Trường Sa, vừa rồi bị khai trừ khỏi đảng đó. Thì đương nhiên đối với tôi thì những người đó họ ra khỏi đảng thì thứ nhất là tôi chúc mừng họ, tôi khích lệ họ, nhưng tôi không đánh giá cao. Tôi không đánh giá cao cái việc làm của họ, đó là cái việc bỏ đảng hoặc là họ bị khai trừ, thì tôi không đánh giá cao cái việc đó. Tôi thấy chuyện đó là một cái chuyện rất bình thường, nên theo thiện ý của tôi,
không có gì để ca ngợi hết anh ạ. Vâng, đúng là chuyện đó phải coi như một chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái chuyện mà đáng quan tâm nhất của mọi người đây là những vị gọi là đảng viên ra đảng. Bước tiến tới của các vị là thế nào thì hình như là không ai thấy. Hình như các vị về ẩn danh hay sao đó. Vậy thì các vị sẽ làm gương mẫu đầu tàu thế nào để mà lôi kéo được quần chúng, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc? Dạ, thưa anh, theo thiện ý của tôi thì có lẽ là vì anh đặt một cái câu hỏi nó mang tính chất kỳ vọng vào họ quá, chứ họ cũng không có ý định họ làm đầu tàu gì đâu. Ví dụ như vừa rồi tôi xem ở trên BBC thì tôi thấy ông Hoàng Hưng, nhà văn Hoàng Hưng, ổng trả lời rất thật, ổng không có làm chính trị gì hết. Ổng chỉ muốn làm văn thôi và ổng cũng không có muốn ở tù. Thì tôi thấy chẳng thà nói thẳng như ông Hoàng Hưng mà tôi thấy là tôi trọng hơn, vì đó là người không sống hai mặt. Cái chủ đề mà nhà báo Trần Quang Thành vừa nói với tôi, nên tôi đánh giá thấp, thậm chí là rất thấp đối với những người khi ra khỏi đảng rồi họ tuyên bố thế này thế kia. Điều đó nó là cái bản chất sống hai mặt của người cộng sản, mặc dù có thể họ không còn ở trong đảng. Nên là theo thiện ý của tôi đó, tình hình đấu tranh tự do dân chủ kết hợp với cái đề tài của nhà báo Trần Quang Thành mà nói về cách sống hai mặt đó, thì hiện nay nó rất là hỗn độn, nó rất là rời rạc, nó rất là bát nháo. Nên theo ý kiến của tôi có thể làm cho nhiều khán thính giả không vui, nhưng mà không có gì sáng sủa trong tương lai gần trước mắt, mà tôi sợ rằng nó sẽ có những cái sự biến loạn, hỗn loạn mà xuất phát từ người cộng sản do cái sống hai mặt của họ và họ đấu đá nhau, và chúng ta đang thấy họ hiện đang đấu đá nhau rất nặng. Và nếu mà nói là tôi không vui mừng khi mà thấy người cộng sản đánh nhau như vậy rồi tù tội rồi vân vân các thứ thì tôi nói láo. Tôi cũng vui, nhưng cái vui đó là một cái vui tạm bợ. Đó là vì sao? Có vẻ như từ những cái đó sẽ làm cho một cái đột phá gì để cho phong trào đấu tranh dân chủ có một cái tướng biến, cái bước tiến gọi là mạnh hơn, rõ ràng hơn. Thì thú thật là tôi không tin, tôi không tin có điều đó đâu. Vâng, đúng là những điều mà đang diễn ra trong phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam cũng đang để lại cho chúng ta nhiều điều phân vân và có đôi lúc còn ái ngại, tại vì rõ ràng rằng là có những dư luận lái phong trào đi một cách nó rất là tạp và nguy hiểm, và trong đó quần chúng nhân dân thì là những người mà đấu tranh kiên trì trong cuộc đấu tranh này thì hầu như họ không được bảo vệ một cách triệt để, và có những người chỉ nổi tiếng một chút xíu thôi, gọi là dân chủ chưa chắc đã là đấu tranh dân chủ, như ông Trương Duy Nhất chẳng hạn, thì được cả thế giới, được cả các đủ các hội đoàn lên tiếng, nhưng mà có những người dân lao động đấu tranh như là ở Bình Thuận cả từ 10 tháng 6 năm 2018 đến nay liên tục hàng chục phiên tòa, được cả 100 người ra xét xử, nhưng mà tiếng nói để bảo vệ họ hầu như là rất yếu ớt. Tại sao lại như vậy? Dạ thưa anh, với tư cách tôi cũng là một nhà báo thì tôi thấy điều đó cũng là một cái điều rất đáng buồn. Nhưng ở đây chúng ta phải nhìn nhận một cái thực tế như thế này. Tức là tôi tạm gọi là những người nổi tiếng. Vì có thể cả 100 người mà bị xử bình thuận xử với những cái án tù rất là trớ trêu. Họ là những người dân rất bình thường. Họ không được nổi tiếng như ông Trương Duy Nhất à, và họ biểu tình có thể họ có nhiều động cơ, chứ tôi cũng không dám nói rằng là vì họ yêu nước hẳn. Đó là sự dè dặt đối với lại bản thân tôi à, vì tôi không biết rõ, tôi chỉ thấy là họ bị xử. Đương nhiên là nếu thật sự là họ biểu tình dù bất kỳ cái động cơ gì thì cái việc xử tù của họ là không có thượng tôn pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam. Tuy nhiên, để tóm lại cái câu mà nhà báo Trần Quang Thành nói, muốn hay không muốn chúng ta phải nhìn thẳng vào một vấn đề sự thật, đó là họ là những người dân bình thường. Còn ông Trương Duy Nhất, ổng là một
nhà báo. Có thể tôi đồng ý với nhà báo Trần Quang Thành là tôi cũng không nghĩ ổng là người đấu tranh tự do dân chủ gì đâu, nhưng ổng là người nổi tiếng, ổng là người rất nổi tiếng. Đó là sự khác biệt. Thì chúng ta thấy cũng giống như các lĩnh vực khác thôi, ví dụ như về âm nhạc chẳng hạn, một ca sĩ nổi tiếng nó khác, còn một người dân hát, một người dân chỉ đi lên mà hát karaoke thì chẳng ai quan tâm. Thì đó cũng là một cái góc độ để trả lời cho nhà báo Trần Quang Thành là như vậy. Trong phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền này để phân biệt là người đấu tranh hay thật và người đấu tranh cuội cũng rất là khó khăn nan giải. Có người thì họ không phải vì dân chủ mà họ vì một cái tội lỗi nào đó với đảng, cho nên là họ bây giờ họ ở lại trong nước họ cũng sẽ phải đi tù, cho nên họ lấy chứng là chống đảng và chống cái sự độc tài của đảng và họ ra đi với cư dị như là tị nạn chính trị. Như vậy phải chăng những người đó là chúng ta đáng phải để chúng ta lên tiếng bảo vệ cho họ một cách rất là quyết liệt không được không? Dạ thưa anh, với cái câu hỏi anh vừa hỏi ra đó, thì tôi nghĩ rằng á, là cái chuyện mà ví dụ như đơn cử rất rõ mà chúng ta thấy thời gian qua đó là Trịnh Xuân Thanh. Thì Trịnh Xuân Thanh không thể gọi ông ta là cái người đấu tranh tự do dân chủ được, nhưng mà ông ta đã xin tị nạn chính trị tại Đức. Và chính vì cái việc bị bắt cóc trở về Việt Nam mà Đức nó lại chấp nhận cho ông tị nạn chính trị. Điều đó là cái điều mà gọi là trớ trêu, chứ còn Trịnh Xuân Thanh có làm cái gì đâu để mà gọi là xứng đáng gọi là tị nạn chính trị. Nhưng mà đó là cũng để quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của anh Trần Quang Thành, đó là cách sống hai mặt của người cộng sản, và nó làm cho cái tình hình nó trở nên nó hổ lốn, nó trở nên hổ lốn. Ví dụ như là cách đây cũng mới đây thôi, tức là cái tay gì tôi xin lỗi tôi quên mất tên rồi, là tổ chức cho Trịnh Xuân Thanh đi, đi 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 Đức ấy. Thì cái tay đó bị bắt, thì tôi nhớ là tôi có viết một cái bài báo, rồi bây giờ cái tay đó bị bắt là cái tội xâm phạm an ninh quốc gia nha. Đấy là vì là tổ chức cho người trốn đi nước ngoài để chống chính quyền nhân dân, và như vậy thì rõ ràng là phải sắp nó vào cái tội xâm phạm an ninh quốc gia. Như vậy hóa ra là cái tay đó và Trịnh Xuân Thanh cũng phải được gọi là cái từ gọi là tù nhân lương tâm. Mà và như vậy thì cái từ tù nhân lương tâm đã được thế giới công nhận cách phổ quát cũng như là ở Việt Nam, thì bây giờ những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam họ có đồng ý gọi Trịnh Xuân Thanh là tù nhân lương tâm hay không? Để nói cái điều đó để muốn thưa với nhà báo Trần Quang Thành là chính cái cách của người cộng sản nó làm cho nó hổ lốn, nó làm cho ngay trong cái những người gọi là đấu tranh tự do dân chủ nó rất hổ lốn. Bởi vì tôi nhớ là có những người dân người ta chỉ đi đòi đất thôi đó, cùng xử một lúc với tôi gần 5 năm về trước á, thì có ba chị phụ nữ, thì ba chị đó là nông dân thôi, người ta mất đất oan cái là người ta rủ nhau người ta đi đòi, rồi người ta biểu tình, rồi người ta làm thế này thế nọ, rồi cuối cùng là tòa cũng ghép cho các chị ấy là vô cái tội 88. Rồi là trong cái thực tế mà khi tôi ở tù á, thì thậm chí là có những cái người, có những cái anh bạn tù cũng bị tội 88, nhưng mà nói chuyện qua lại một hồi mới biết ổng chỉ là giống như là ông gọi là giao liên vậy thôi, tức là mấy người dân quan mà mất đất á anh, thì người ta không có chữ nghĩa nhiều và người ta nhờ giới luật sư, mà thành ra là ổng chỉ làm cái công việc là coi như là cầu nối giữa luật sư và dân oan. Thì mỗi lần ổng đi vậy đó thì người dân góp lại cho ổng 200.000, thì ổng làm công chuyện đó thế thôi, con vậy thôi đó. Đấy thì ổng nhận tiền thì ổng cũng phải sốt sắng, ổng sốt sắng thì cái sốt sắng đó làm ổng bị tù và nó quất cho ổng là tới là 7 năm tù. Và cuối cùng tôi cũng phải gọi ổng là tù nhân lương tâm tại điều 88 mà. Nhưng mà nó nói ra thì nó rất là buồn cười anh à. Người ta không biết gì hết, không có một cái kiến thức gì hết luôn, đó là tôi nói một cách rất thành thật. Tao không biết gì hết.
Rồi bây giờ tình hình đó chính người cộng sản họ làm cho cái gọi là tù nhân lương tâm đó, nó trở nên nó hổ lốn. Nên đó là một trong những lý do mà tôi cảm thấy cái chữ tù nhân lương tâm mà áp vào Việt Nam nó khiên cưỡng và nó rất là mỉa mai cũng như là buồn cười, kết hợp với cái mà những người sống hai mặt như anh Trần Quang Thành đặt cái vấn đề đó, thì tôi thấy nó trớ trêu, nó nghịch lý và nó mỉa mai nhiều lắm anh ạ. Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc ạ.